Xin chào mọi người nhé, hôm nay lại tiếp tục đi thu chuyên rắn nhé. Xin chào, hôm nay cũng có được độ chắc hàng chục ổ, nó đang bắt đầu bước vào cái giai đoạn đẻ rộ rồi. Đi. Vẫn còn nên là mình chưa đóng cái chuồng, chưa sợ nó lao ra. Vẫn còn chứ. Cái lô đang lấy ở bên này là sẽ đẻ trong 1-2 ngày tới là đẻ hết. Còn bên này thì nó đẻ đợt sau một ít. Rất là nhiều mọi người, nhưng mà nó mỗi hôm nó chỉ đẻ được. Bây giờ nó đến giai đoạn bắt đầu ở chỗ này, cái lô này bắt đầu đẻ rộ. Bây giờ mà được tận quá. Không ấy là nó tấn công ngay bọn này. Kinh lắm. Nào vào rất là nguy hiểm, con này đá xong người tóp lại nhỉ, người tóp lại luôn đi, như vẫn còn chưa đá hết thì sao bụng vẫn to nhỉ, đuôi à, khả năng đuôi, khả năng con này chưa đá hết đúng không, thấy sờ thấy phần đuôi nó vẫn còn trứng ấy, trên người thì ngáo theo múa nhưng mà như là đấy, vẫn đấy. To này. Đây từ đây trở lại là vẫn còn chắc còn 4-5 quả trứng nữa. Nó đẻ xong là mình bị thu ổ, không mà nó bị héo quả trứng. Đấy, trứng mà nó không để lâu thì nó sẽ bị héo. Còn nhiều này. Trứng này nó đủ cái độ ấm rồi, nó căng ngay rồi. Con này nó mới đẻ nên nó còn căng. Con này đẻ từ hôm qua rồi. Mình chả thu ngay. Thu ngay thì nó trứng nó đẹp. Lấy ra để tao ấp cho mày thôi, tao làm cái việc thay mày thôi. Tao không có làm gì đâu. Đây, đây, đầu ra đấy. Đấy, mình cầm quay, mình thấy nó không lão đâu. Mình phải cho cái cán gậy nó dài ra, ghê. Con này đã hết rồi. Thu hoạch trứng rắn hổ vàng. Ôi trời. Này. Đây, nhìn ổ trứng này. Kinh chưa? Rất là đẹp. To. Quá là đẳng cấp luôn. Liền một khối luôn. Không có lao rời. Còn tiếp theo đây đã rồi. Đây ổ nữa mọi người. Còn phải lấy mẹ ra đây đi. Để mệt lắm. Ê, ui, ui. Đúng con tận. Mẹ đấy. Mẹ vào này nó giữ cái trứng nó mẹ kinh lắm. Ê. Ui ơi. Ê là mẹ. Ai da, đã đúng một đống luôn. Không có một quả nào rời. Nguy hiểm đấy con này. Con này quá là nguy hiểm luôn. Con này mình chủ quan chết ngày nó đấy.
đi thu hoạch này mẹ được tiền đấy nhưng mà nguy hiểm lắm. Là con nào như con nào mẹ nó cứ dựng lên mẹ nó bảo vệ trứng, bảo vệ con nó kiểu đấy. Đấy này đầu nó đấy không. Đấy, quay lại đấy mà xem trứng thoải mái. Cho được con mẹ nó ra rồi thì xem trứng thoải mái luôn. Thích lên ở trên, cho lên ở trên. Thích ở chỗ này, cho ở luôn. Đấy mọi người ạ, nếu mà cái cho được con mẹ nó ra thì mình lấy trứng nó thoải mái luôn này, không phải suy nghĩ gì. Đã lại rời hai khối rồi này, còn mới quả rời nữa. Trứng năm nay là cũng khá được giá đấy, vì với giá thời điểm hiện tại là nó khoảng 50-60 nghìn một quả. Tổ là chỉ cần nhổ 2-3 quả là các có tiền rất là khá rồi. Con này đang đâu đẻ rồi? Con này đang đâu đẻ, làm đẻ nó rưỡi người ra là chuẩn bị đẻ rồi. Con này sắp đẻ. Đang đâu đẻ? Ai giờ con này đẻ ra thật ngon luôn. Ai giờ tưởng là nó lành. Đầu nó đang quay ra đấy nhá. Ừ. Ý đấy. Đấy, đầu ra đây đấy. Đấy, 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 kìa. Bảo rồi vậy, đầu ra đấy vậy này. Vào chẳng qua nó đăng. Đấy, trứng nó để bổ nó phát vào đâu? Bổ ngay đấy. Con này nhìn cái kiểu này, kiểu được bao nhiêu trứng này mọi người này. Đá nó dính cả cái gì vào này, đấy nè, đấy bóc ra được này. Bây giờ mang đi để vệ sinh, để vệ sinh cho nó sạch đi, xong bắt đầu là sẽ cho vào cát để ủ. Chắc là tầm độ 2 tháng, gần 2 tháng thì có rắn con. Để quay lại cho mọi người xem tấm nở, giới thiệu cho mọi người sau. Rồi chào mọi người nha. Xin chào nha.